hợp rất là nhiều những cái quan điểm kiểu như vậy, và chúng tôi đưa ra phương án để cho khách hàng có thể lựa chọn cũng như là phương án phù hợp nhất với lại cái tình huống mà đang hỏi đấy. Thế thì chắc là cơ bản là như vậy. Ok rồi, như mình có nói vừa nãy là cái phần tổng quan liên quan hệ thống thuế Việt Nam thì chúng ta sẽ được nhanh, không có đi chi tiết nữa. Phần này thì các bạn có thể xem thêm trong tài liệu nha, hoặc là xem lại video lần trước mà bên Manabox và Genapass đã chia sẻ. Mình thì mình thấy là trước khi tìm hiểu chi tiết thì cũng nên tìm hiểu tổng quan xem là tại sao chúng ta lại phải nộp thuế, và nếu nộp thuế xong thì tiền của chúng ta đi đâu về đâu. Đấy nhận. Mấy chú Pikachu mà dừng các bạn trên đường cũng chúng ta nuôi đấy. Thế là chúng ta cũng phải giải quyết xem là lúc đấy như thế nào, để xem tâm thái của mình là kiểu gì, đúng không ạ? Rồi, đây là tình hình thu ngân sách nhà nước. Mọi người có thể tham khảo thêm. Còn về phần trong phần tổng quan này thì sẽ có một số những cái nguyên tắc về thuế cần lưu ý. Thì cái nguyên tắc này thì nó không có gì là mới, nhưng mà một số cái nguyên tắc chúng ta cần xem, cần lưu ý để nhấn mạnh, để xem là áp dụng đối với cái loại thuế mà chúng ta trao đổi ngày hôm nay nó là như thế nào. Đấy là ví dụ như là thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp thì cái mà giả sử những cái nguyên tắc là người nộp thuế tự kê khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm thì chúng ta đều biết rồi, đúng không ạ? Đây là chúng ta cứ tự do, cứ tự kê khai, tự nộp đi, lúc sau ảnh hưởng như thế nào, rồi cái nghĩa vụ phát sinh thêm, nếu có phát sinh phải nộp thì chúng ta sẽ phát sinh phải nộp thêm. Và thông thường nhá, thông thường thì theo trong tất cả các trường hợp mà phải nộp thêm, truy thu phải nộp thêm về thuế thì gần như thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ chiếm tỷ trọng nhiều nhất. Vì sao lại chiếm tỷ trọng nhiều nhất? Thì lúc sau khi chúng ta sang trên về phần quy định về chi phí hợp lý, chúng ta sẽ thấy cái đấy nó rõ hơn. Thường thì cái rủi ro của thuế thu nhập doanh nghiệp mà vì sao nó lại bị truy thu lắm thế? Là vì quy định của thuế thu nhập doanh nghiệp nó sẽ có quy định chung và quy định riêng. Thì cái quy định chung mà lúc sau mình vẫn hay nói với mọi người về mặt nguyên tắc ấy, quy định chung nên đã gọi là chung nên nó rất là chung thì anh có thể hiểu thế này và tôi có thể hiểu thế khác, các đoàn cán bộ thuế có thể hiểu khác nhau. Thế nên là việc cùng là một sự vụ, cùng là một sự kiện xảy ra trong hoàn cảnh này, trong địa phương này, trong cơ quan này, trong doanh nghiệp này, nó có thể không sao cả, nó không bị truy thu đâu, cũng không bị phạt đâu, hoặc là ít nhất là tại cái cuộc kiểm tra trong cái năm đấy nó cũng không bị truy thu, nhưng mà sau đó thì lại có thể bị. Thì cái phần này, cái hệ quả và hậu quả của cái phần mà phạt vi phạm hoặc phạt truy thu thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp nó khá là nhiều. Còn cái nguyên tắc khấu trừ tại nguồn, nguyên tắc khấu trừ tại nguồn thì trong trường hợp này thì nó sẽ thể hiện đối với một cái đối tượng mà cũng thuộc diện phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, đấy là các nhà thầu nước ngoài. Các nhà thầu nước ngoài mà là tổ chức khi mà có tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh và có thu được doanh thu từ lãnh thổ Việt Nam thì là đối tượng phải nộp thuế cho đất nước Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Thì khi là đối tượng nộp thuế như vậy nhưng mà họ là bên nước ngoài thì cơ quan thuế rất là khôn là gì ạ? Gắn trách nhiệm cho anh có tóc chứ không gắn trách nhiệm cho anh chọc đầu. Anh có tóc là ai ạ? Là cá nhân và doanh nghiệp mua dịch vụ, mua hàng hóa của các cơ quan tổ chức nước ngoài. Và cái này vui này, cái này sắp tới ví dụ như lúc trước là mới chỉ túm được anh có tóc là doanh nghiệp thôi, doanh nghiệp cái gì cũng gánh, đúng không ạ? Khấu trừ tại nguồn cho phần thuế doanh nghiệp cá nhân này, khấu trừ tại nguồn cho phần thuế nhà thầu này, lỡ khấu trừ sai thì bị phạt cái khói mà nó thì nó là ở cái phần này, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi cái nguyên tắc là khấu trừ tại nguồn như này. Và có một cái vui vui như cái này là thay đổi từ 80 từ 80 đấy là các bạn cẩn thận nha, bản thân bây giờ chính ra cái đối tượng cá nhân mua hàng trực tuyến nước ngoài mới nhiều nhé, mua hàng từ nước ngoài hoặc sử dụng dịch vụ nước ngoài, ví dụ như mình hay đăng ký subscribe các kênh tin tức của các kiểu như nào đấy, hoặc mua bản quyền một số phần mềm online, chúng ta nhiều khi chúng ta mua trên góc độ cá nhân nhiều hơn là trên góc độ doanh nghiệp đấy. Thì bây giờ cái đám này thì ai là thằng có tóc ạ? Các tổ chức trung gian thanh toán, các ngân hàng thương mại có khả năng trong tương lai sẽ bị gắn cái trách nhiệm là khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà thầu nước ngoài. Ví dụ như là mình muốn subscribe cái kênh website của Coursera trên điện thoại, thì khi đó là mỗi tháng trả nó đâu khoảng 19-20 đô gì đấy. Thì bây giờ trả từ tài khoản cá nhân thì làm sao mà cơ quan thuế túm được mình, đúng không? Hoặc là đâu mình thuộc diện cái thu nhập thấp nên là cũng chắc là cũng chả phải vào cái diện thanh tra thuế thu nhập cá nhân đâu. Nên là chỉ có khi nào mới bị làm thế nào thì cơ quan thuế mới không bị lọt cái này, có thể là thông qua các ngân hàng kiểu dạng. Nguyên tắc khấu trừ tại nguồn thì đối với phần này thể hiện của thuế thu nhập doanh nghiệp, liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp thì nó sẽ liên quan đến cái đối tượng là nhà thầu nước ngoài,
nếu như công ty các bạn mà có giao dịch. Nguyên tắc áp dụng giá thị trường và ấn định thuế, cái này cũng sẽ thể hiện ở trong một vài trường hợp, vì nhiều khi chúng ta cứ thấy là mua với cái này đặc biệt với thuế thu nhập doanh nghiệp nó sẽ ảnh hưởng, bởi vì nó liên quan đến giao dịch liên kết. Thì cái việc mà giao dịch liên kết thì nó sẽ thể hiện ở cái chỗ này, hoặc là trong một vài trường hợp cũng không hẳn là cứ là giao dịch liên kết mà nó chỉ là những cái giao dịch nó nhỏ nhỏ, ví dụ như là gì ạ, nhiều khi là cho vay hoặc là cho mượn tiền nhưng không tính lãi. Thế trong trường hợp đấy thì sao? Mình thấy thuận mua vừa bán thì chả vấn đề gì cả, đúng không ạ? Anh đồng ý cho người ta mượn tiền không tính lãi thì đấy là việc của anh. Nhưng mà trên góc độ của thuế thì người ta sẽ ứng xử và sẽ nhìn cái giao dịch là cho mượn tiền nhưng không tính lãi đấy nó là góc độ như thế nào. Tại sao anh có thu nhập ít nhất tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn bây giờ cũng khoảng 6, gần 5-6%, đúng không? Hình như là 6 tháng hay 1 năm gì đấy, 5-6%. Trong điều đấy là gửi ngân hàng cũng có lãi, bây giờ anh đem đi cho mượn không có lãi. Thì như vậy thì sao, nó không theo giá thị trường, kiểu kiểu dạng vậy. Thì khi đó xử lý của thuế như nào? Rồi, còn nguyên tắc thuế không trùng thuế thì đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì nó sẽ thể hiện ở cái trường hợp là ví dụ như là lợi nhuận mà các bạn nhận được, cái ví dụ như đầu tư công ty mà tham gia đầu tư vào các công ty khác, có vốn hoặc có công ty khác, hoặc là đầu tư mua chứng khoán nhận được cổ tức, kiểu kiểu dạng như vậy. Thì cái phần này nếu như cái phần lợi nhuận được chia, phần cổ tức được nhận, nếu như mà nó đã là thu nhập sau thuế, tức là thu nhập sau khi đã cái tổ chức trước khi chi trả lợi nhuận cho các bạn ấy mà đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp rồi, thì các bạn sẽ thu nhập này sẽ được xếp vào nhóm thu nhập miễn thuế. Rồi, thì đấy là các nguyên tắc về thuế mà chúng ta cần phải lưu ý. Rồi, còn về hệ thống văn bản pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp thì các bạn có thể tham khảo trong slide. Thì hiện nay nhìn hơi bị khiếp, nó rất nhiều luôn, và sẽ có một cái là dạo gần đây cái hệ thống văn bản thì nó sẽ không theo kiểu dạng là sửa một lần lớn, khoảng cứ 5 năm sau mỗi kỳ họp quốc hội là sẽ phải sửa một lần kiểu dạng như vậy. Thì bây giờ lại cũng không hẳn là như thế, và cứ mỗi năm cứ lắt nhắt một ít văn bản pháp luật đến, các bạn sẽ thấy là cái số lượng văn bản nó sẽ rất là nhiều. Thì mình gợi ý cho các bạn là khi tìm hiểu thì đầu tiên tìm hiểu từ luật trước, thì cái này nó ngắn và nó có quy định nguyên tắc trước, và sau đó mới bắt đầu đi tìm hiểu xuống các trường hợp và nghị định và thông tư. Tuyệt đối tránh các trường hợp là đi từ công văn lên nha, làm ơn. Công văn thì công văn đúng với doanh nghiệp người ta, chắc gì đúng với doanh nghiệp các bạn. Các bạn có nhìn thấy câu hỏi của người ta đâu? Các bạn không hề nhìn thấy công văn hỏi của họ thì làm sao biết được? Nên cái trường hợp đấy thì công văn nó chỉ mang tính chất tham khảo là chính. Trừ những cái công văn mà là công văn gửi từ Bộ Tài chính hoặc là từ Tổng cục Thuế được ghi rõ là áp dụng cho tất cả các trường hợp, còn tất cả các trường hợp còn lại nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Tham khảo để làm gì? Các bạn đi tìm đến cái kết luận của người ta xem là cái ứng xử của cơ quan thuế địa phương trong cái tình huống này như thế nào, và sẽ thêm nữa là xem người ta dẫn chứng văn bản luật đạt cái điểm nào để chúng ta sẽ tham chiếu, được chưa? Còn không phải là tuyệt đối với công văn. Kể cả công văn các bạn trực tiếp gửi lên hoặc cũng vậy. Đối với cái phần văn bản luật này thì có một điểm ở đây em nghĩ là cập nhật thêm một chút. Thứ nhất là về cái tổng thể đối với văn bản hợp nhất ấy, thì chúng tôi có gửi lại cho mình cái văn bản hợp nhất ở trên chatbox. Nếu mà anh chị nào chi tiết thì anh chị có thể tra cứu các nội dung ở trong đấy là nhất. Và cái thứ hai là theo cái chuỗi này thì chúng tôi cũng có tập hợp lại tất cả những cái văn bản về thuế ở trên trang web của Gonapass. Tại vì thực ra cái nguồn tài liệu này cũng là tài liệu liên quan đến cả quá trình ôn thi lẫn là quá trình mà chúng ta áp dụng trong thực tế. Thì ở đây có một cái nghị định là cái nghị định 115 ấy, ở liên quan